bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Xin tự giới thiệu, em là Mỹ Tiên, fan đến từ Bạc Liêu. Sở thích của em là đi du lịch khắp Việt Nam và ăn hết tất cả món ngon Việt Nam. Happy birthday my idol, chúc mừng sinh nhật anh, mong sự nghiệp của anh ngày càng thành công và phát triển. Nhưng hãy nhớ gìn sức khỏe anh nhé, không là bọn em lo lắm đấy. Em sẽ luôn dõi theo và ủng hộ anh hết lòng. Và bầu trời, lời thề thanh xuân của nhóm. Dẫu trái đất này có đổi thay, tụi em vẫn thương anh nhiều lắm đó. Này chàng trai sinh năm 89 đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Hoa hồng nở dưới ánh mặt trời là hoàng tử của các loài hoa. Một chàng trai mạnh mẽ luôn yêu fan hơn chính bản thân mình. Anh là nắng còn nhóm là hoa, mỗi cử chỉ của bình yên. Người con trai thật thà chất phác, hòa đồng gần gũi với fan. Hoa hồng nở dưới ánh mặt trời vì nụ cười anh khoe sắc. Bông hoa ấy đã phải lồng nắng, mang bình yên hạnh phúc lạ thường, cho nhóm bao nhiêu sự yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Cảm ơn anh đã đến bên nhóm, em chỉ là thành viên nhỏ, mang trong mình ước mơ nhỏ bé, mang bài hát của anh lan tỏa khắp muôn nơi. Còn anh là cả bầu trời lớn, mang bài hát đến với tụi em. Sợ nhóm buồn, anh sợ nhóm khóc, chưa một lần anh nghĩ về anh. Này ca ơi, anh yên tâm nhé, cả nhóm sẽ luôn dõi theo anh, ở phía sau luôn ủng hộ anh mỗi ngày.